Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Zan OCR, một chiếc xe size khung L dành cho các bác có độ khoảng chiều cao từ hơn 1m80. Đấy, xe thì được sử dụng bộ cấu hình cũng rất là ngon của dòng Shimano, là bộ group Shimano 105, đề chuyển số là Tiagra. Và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 10 triệu 800 cho một chiếc xe đạp cấu hình rất là cao như này, 10 líp 2 đĩa, bánh 700C, vành bộ vành của Shimano G520, cấu hình rất là cao. Xe Zan OCR khung nhôm, sử dụng bộ nhôm Alux và chất liệu nhôm là 6061, một loại nhôm rất là bền, chịu được cường độ mạnh và chống bào mòn rất là cao. Do là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng cộng với việc vận chuyển về nên là xe thì không được giữ được cái độ mới như lúc đầu và đã xuất hiện những cái vết xước do quá trình sử dụng. Nhưng mà tổng thể xe thì khung xe thì nước sơn các thứ là còn tương đối là đẹp, thương hiệu Zan cho các quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Size xe là size L thì lát nữa em sẽ có một đoạn video ngắn để đo size của chiếc xe. Thì bộ chuyển động thì được sử dụng bộ Tiagra với 10 líp và trên này là full một bộ 105, bộ đùi đạp 105, 2 đĩa, gạt đĩa là đùa đua dây các bác nhé, phụ tùng cao cấp nhất của dòng xe đua này, đua dây, cặp phanh 3 mảnh 105 hai bên, trước sau 105. Như các bác chơi xe thì cũng đã biết dòng model OCR thì thực chất là một chiếc xe đua và chủ cũ người ta đã nâng cấp sang bộ tay ngang để đi phố, đi thể dục trong phố. Đấy, rất là đẹp. Tay bấm là tay bấm Atus 9 Speed. Đấy, thì sau này các bác có thể nâng cấp một bộ tay bấm 10 lít rất là dễ dàng. Đấy, hai bên 10 lít 3 đĩa. Các bác có thể sau này tự về nâng cấp rất là dễ, tại vì bản chất đồ TIA nó đã là 10 líp và cái mức giá chỉ có là 10 triệu 800 thôi. Đấy, rất là rẻ cho một bộ cấu hình này. Đó, vành Mayo Shimano. Đấy, bộ vành này cũng rất là giá trị các bác nhé, rất là chất lượng đấy của Shimano. Và dòng Shimano thì không bao giờ họ làm bi vòng các bác nhé, tất cả là bi côn nồi hết, nhưng mà chất lượng của dòng Shimano rất là tốt, chất lượng của bi của Nhật thì nó rất là bền. Giờ 520 một bộ vành rất là giá trị, rất là đẹp, tăm dẹp chém gió này. Trước sau cái cặp Mayo này thiết kế rất là đẹp, nhìn lên cái đường đam đũa kia đây. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 57 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Giờ size cho các bác đi từ khoảng 1m75 đến 1m85 đi là phù hợp. Các bác để nguyên bộ này đi cũng rất là ngon rồi, đi phố thì cũng rất là đẹp, chuyển động vật mà sử dụng đồ xe đua nên là tốc độ hay là
những gì khác cũng rất là ngon. Thì cái giá bán như em thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, còn với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.